Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc đã khiến cho ít nhất 15 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Mưa lớn đã hoành hành vài ngày qua tại thành phố Trùng Khánh, có nơi ghi nhận lượng mưa theo ngày cao nhất là hơn 250mm. Trùng Khánh đã phát cảnh báo màu vàng, mức cao thứ 3 trong thang cảnh báo 4 cấp độ vì nguy cơ lũ lụt ở một số con sông. Trong tháng qua, thì mưa lớn đã bao trùm Trung Quốc kèm theo các hiện tượng như là lũ quét và lở đất. Chính phủ nước này đã nâng cao mức cảnh báo về thiên tai và tăng cường khuyến cáo về an toàn đối với người dân.